Trong những tuần gần đây, số vụ tập kích bằng xuồng tự sát, tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Crimea, đặc biệt là thành phố Sevastopol, tăng đáng kể. Không chỉ Nga lên tiếng cáo buộc mà chính Ukraine cũng thừa nhận đứng sau các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea gần đây dường như là chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực và gây tổn thất cho quân đội Nga khi Kiev mở chiến dịch phản công trên khắp mặt trận. Hôm nay, quý vị hãy cùng Thế Giới Tiêu Điểm nhìn lại những cuộc tấn công chấn động thẳng vào trái tim của Hạm đội Biển Đen Nga và cùng đo lường xem nó sẽ giúp ích gì cho Ukraine. Ngày 11 tháng 9, Ukraine thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã giành lại quyền kiểm soát tháp Boyko, giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Crimea. Đối với Ukraine, việc giành lại quyền kiểm soát tháp Boyko có tầm quan trọng chiến lược, khiến Nga mất khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Tình báo Ukraine cho biết tháp Boyko đã được Nga sử dụng làm bãi đáp trực thăng và triển khai thiết bị radar. Bộ Quốc phòng Anh cũng nói rằng tháp có thể đóng vai trò là căn cứ để triển khai lực lượng, sương đổ trực thăng và đặt hệ thống tên lửa tầm xa. Rạng sáng ngày 13 tháng 9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng sửa chữa tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga trên bán đảo Crimea. Theo phía Ukraine, một tàu tấn công đổ bộ Mink và một tàu ngầm Rostov-on-Don được Nga vận hành ở Biển Đen đã bị phá hủy không thể phục hồi. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát không người lái làm hư hại 2 tàu chiến. Ngày 14 tháng 9, quan chức an ninh Ukraine cho biết lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc tấn công phá hủy tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga triển khai ở phía tây bán đảo Crimea. Trước đó, vào cuối tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố tên lửa chống hạm Neptune cải tiến đã phá hủy một hệ thống phòng không S-400 Triumph gần Olenivka ở phía tây Crimea, đồng thời gây thiệt hại cho bệ phóng và các tên lửa đất đối không. Ngày 20 tháng 9, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (NRC) tuyên bố trụ sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen Nga đã bị tấn công ở Vkernio-Sadove, gần thành phố Sevastopol. Cùng ngày, người phát ngôn của cơ quan tình báo Ukraine Andrei Zuzov cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được tiến hành nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea. Trong khi đó, nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố lực lượng Ukraine đã triển khai UAV và tên lửa hành trình Neptune để tấn công căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea. Căn cứ Saki tại thị trấn Novofedorivka ở bán đảo Crimea là một căn cứ quan trọng cho lực lượng không quân hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây không chỉ là nơi đồn trú của các tiêm kích Su-30, cương kích bom Su-24 và máy bay vận tải Il-76, mà còn là điểm khởi đầu cho nhiều hoạt động tác chiến tại Biển Đen, cũng như khu vực miền nam Ukraine. Ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến tòa nhà bị hư hại và một quân nhân mất tích. Sau đó, đặc nhiệm Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc tấn công vào nơi họp của các chỉ huy cấp cao hải quân Nga, khiến hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương. Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine cho biết 2 tướng Nga bị thương trong vụ tập kích này. Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow SCALP do phương Tây cung cấp trong vụ tập kích mới nhất vào Hạm đội Biển Đen. Laurie Johnson, cựu sĩ quan tình báo CIA của Mỹ, nhận định không quân Ukraine không thể tập kích trụ sở Hạm đội Biển Đen nếu không có các dữ liệu trinh xác và nhắm mục tiêu từ các đối tác phương Tây. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat bình luận rằng đây là đòn giáng vào trái tim lực lượng Hạm đội Biển Đen. Mọi người sẽ nhìn thấy bởi điều đó không thể che giấu. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào Crimea? Crimea nằm trên một phần lục địa phía nam của Ukraine giữa Biển Đen và Biển Azov, ngăn cách với đất liền của Nga ở phía đông bằng eo biển hẹp Kerch. Thành phố Sevastopol thuộc Crimea là nơi đồn trú Hạm đội Biển Đen của Nga từ nhiều năm qua và được coi là một căn cứ quân sự giữ vai trò chiến lược quan trọng với Moscow. Bên cạnh vai trò giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực, Sevastopol cũng là cánh cửa duy nhất mở ra Địa Trung Hải cho các tàu chiến của Nga. Năm 2010, Nga và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận gia hạn quyền hiện diện của hạm đội Nga ở Crimea cho đến năm 2042. Sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga. Moscow được cho là đã trang bị cho Crimea hệ thống chống máy bay không người lái nhằm giảm thiểu mối đe dọa bị tấn công bởi thiết bị này. Nga đưa các tổ hợp S-400 Triumph và Pantsir-S trực chiến ở đây, dường như Crimea đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khánh thành cây cầu dài 19 km trị giá 4 tỷ đô la Mỹ nối Crimea với Nga, hay còn gọi là cầu Kerch. Giới chức Moscow gọi đây là một trong những cầu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Điều này là bởi nó có ý nghĩa chiến lược, tạo sự kết nối giữa bán đảo và với đất liền Nga. Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, cầu Crimea đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow lập tuyến tiếp tế hậu cần cho lực lượng đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Nga coi Crimea là điểm tập kết binh sĩ, trang thiết bị để tiếp viện cho lực lượng ở miền nam và miền đông Ukraine, nơi Kiev đang phản công mạnh. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy pháo đài an ninh Crimea đang đối mặt với không ít thách thức. Loạt vụ nổ liên tiếp ở Crimea cùng với những tuyên bố của Ukraine về kế hoạch giành lại bán đảo làm dấy lên đồn đoán rằng Crimea có thể trở thành một trận khốc liệt tiếp theo giữa Nga và Ukraine. Các quan chức Ukraine cho rằng tấn công Crimea là giải pháp chủ chốt để ngăn chặn đà tiến của Nga ở các khu vực khác của Ukraine. Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cảnh báo sẽ đẩy người Nga ra khỏi Crimea bằng vũ khí. Phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng. Crimea là căn cứ chủ chốt đối với lực lượng dự bị quân đội của Nga. Đó là nơi họ có căn cứ chứa đạn dược, khí tài và binh lính. Vì vậy, việc phá hủy những căn cứ trên bán đảo là một phần chính trong nỗ lực phá thế kìm kẹp của Nga. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của Ukraine là giành lại quyền kiểm soát Crimea của Ukraine. Ở giai đoạn này, vị trí của đối phương sẽ bị suy yếu. Crimea đang được sử dụng như một trung tâm hậu cần, cùng với những hoạt động khác để luân chuyển lực lượng và phương tiện đến các khu vực khác của mặt trận. Để phá hủy trung tâm hậu cần này, một số hoạt động nhất định đang được triển khai và thực hiện, cả ở trên biển, trên bộ và trên không. Giới phân tích cho rằng, Biển Đen dậy sóng sau khi Nga chấm dứt thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu 33 triệu tấn thực phẩm bằng tàu do Nga kiểm tra. Vào tháng 8, Ukraine dùng xuồng tự sát tập kích tàu chở dầu SCIT của Nga, con tàu từng tiếp tế cho lực lượng của Moscow ở Syria, tại phía nam eo biển Kerch, đồng thời tuyên bố tất cả các cảng lớn của Nga tại Biển Đen là vùng có nguy cơ giao tranh. Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy chiến dịch quân sự của Ukraine dọc chiến tuyến phía nam, cho rằng các cuộc tấn công vào Crimea, bao gồm trận tập kích và hạm đội Biển Đen, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của chiến dịch phản công. Ông Tarnavskyi khẳng định, thành công của chiến dịch phản công không chỉ là hạ gục đối phương trước mắt, mà còn là phá hủy những nơi tập trung trang thiết bị, nhân sự và đặc biệt là phá hủy các trung tâm chỉ huy. Việc vô hiệu hóa lực lượng của họ bằng cách phá hủy các trung tâm chỉ huy ở cấp độ cao hơn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên chiến trường. Một chỉ huy hạ gục có nghĩa là một liên kết chỉ huy bị phá hủy, và nếu không có nó thì sẽ không có hành động phối hợp nào. Ngoại giới đánh giá rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea và Sevastopol là một chiến lược của các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây không phải là chiến thuật, đó là một chiến lược có chủ ý nhằm phi quân sự hóa Crimea khỏi sự hiện diện của quân đội Nga. Chiến lược này nhằm vào hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là phá hủy năng lực của hạm đội Biển Đen, bao gồm cả tàu nổi và tàu ngầm của lực lượng Nga, nhằm thiết lập vai trò kiểm soát của Ukraine ở khu vực phía tây bắc Biển Đen. Mục tiêu thứ hai là giảm bớt các cơ sở quân sự ở Crimea mà Nga có thể sử dụng để hỗ trợ lực lượng của họ ở phía nam, nơi đang phải đương đầu với các cuộc phản công của Ukraine. Chúng ta biết rằng hạm đội Biển Đen của Nga phụ thuộc rất nhiều vào căn cứ hải quân chiến lược và xưởng đóng tàu nằm trên bán đảo Crimea, nhằm giúp Nga duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công gần đây vào căn cứ hải quân và xưởng đóng tàu của Nga là đòn giáng nặng nề vào hoạt động hậu cần hàng hải, hiệu suất và khả năng sống sót của tàu chiến Nga ở Biển Đen, vì Moscow thiếu khả năng hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng hải quân ở những nơi khác trong khu vực. Những cuộc tấn công này là thành công lớn đối với Ukraine. Đó là đòn gián tiếp theo các hoạt động hậu cần trên biển của Nga. Ảnh chụp vệ tinh của công ty Black Sky chụp ngày 13 tháng 9 cho thấy, sau cuộc tấn công của Ukraine, hai tàu của Nga bị hư hại nặng khi đang neo tại ụ nổi của xưởng đóng tàu ở Sevastopol. Những hình ảnh này do nhóm tình báo xung đột CIT công bố cho thấy tàu ngầm của Nga bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine. Rhys Clark, cựu sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Mỹ và là chuyên gia quốc phòng tại Viện Hudson, cho biết thiệt hại được cho là nghiêm trọng đến mức khiến tàu ngầm bị hư hại toàn bộ. Theo Rhys, trang web lưu trữ danh sách các tàu Nga bị Ukraine tấn công, Rostov-on-Don được ghi nhận là vụ mất tàu ngầm đầu tiên của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng tàu ngầm của Nga có thể bị thiệt hại thảm khốc và bất kỳ nỗ lực nào để đưa con tàu trở lại hoạt động bình thường có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ. Nếu thiệt hại trở nên nghiêm trọng, nó có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Biển Đen. Thậm chí tổn thất của Nga không chỉ dừng lại ở một vài tàu chiến. Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thì đánh giá rằng việc hai tàu chiến Nga bị phá hủy rõ ràng có thể sẽ khiến ụ nổi không thể hoạt động được cho đến khi lực lượng Nga dọn sạch các mảnh vỡ. Việc này có thể mất một khoảng thời gian đáng kể. Theo các chuyên gia ISW, bất kỳ thiệt hại nào đối với các cơ sở sửa chữa chính của Hạm đội Biển Đen đều có thể dẫn đến những tác động đáng kể trong trường hợp Ukraine tiếp tục tấn công vào khí tài hải quân của Nga ở Crimea. Nhà máy đóng tàu ở Sevastopol tập trung phần lớn cơ sở hạ tầng hậu cần và sửa chữa cho tàu chiến của Hạm đội Biển Đen, khi nó trở nên quan trọng trong việc giúp Nga duy trì hạm đội. Ngoài Sevastopol, Hạm đội Biển Đen không có nhiều lựa chọn thay thế khi sửa chữa và nâng cấp tàu chiến. Ben Horst, trung tướng đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết cuộc tấn công vào xưởng đóng tàu Sevastopol đã cho thấy sự tinh vi trong kế hoạch tấn công của quân đội Ukraine. Ông lưu ý rằng các cơ sở bảo trì là mục tiêu có giá trị cao để Ukraine theo đuổi, vì tổn thất ở các cơ sở này khiến đối phương khó có thể giữ đội tàu hoạt động với hiệu quả cao nhất trong thời gian dài. Tướng Horst cho rằng tất cả hành động này là một phần trong chiến dịch của Ukraine nhằm gây áp lực lên Nga, khiến Crimea trở thành khu vực mà Moscow không thể nắm giữ. Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng góp phần thúc đẩy nỗ lực phản công quy mô lớn của Ukraine. Ở cấp độ chiến thuật, dường như một phần chiến lược của Ukraine đã gây tổn thất cho các hoạt động của Hạm đội Biển Đen. Lucid được cho là nếu Hạm đội Biển Đen muốn hoạt động ngoài Sevastopol, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Ở cấp độ chiến lược của cuộc chiến, mục tiêu của Ukraine là đẩy hoàn toàn Nga khỏi Crimea. Các mục tiêu chiến lược ở chiến thuật này đang xen với nhau. Cuộc tấn công ở Sevastopol diễn ra ngay sau khi các hoạt động đáng chú ý khác của Ukraine gần đây nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga trong và xung quanh Crimea. Các hoạt động này bao gồm phá hủy các hệ thống phòng không, tấn công đổ bộ, tấn công bằng xuồng không người lái vào cây cầu quan trọng và giành lại các giàn khoan dầu đã được Nga kiểm soát từ nhiều năm trước. Một cách để đưa Hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol là tăng tổn thất đến mức Moscow quyết định họ không thể hoặc không muốn hứng chịu tổn thất và rút hạm đội. Nga trước đó đã di dời một số tàu từ Sevastopol đến Novorossiysk. Sau một cuộc tấn công bằng UAV của Hải quân Ukraine vào mùa thu năm ngoái, giờ đây các cuộc tấn công mới tiếp tục đe dọa các tàu chiến đang được bảo trì và các cơ sở quan trọng. Còn bây giờ quý vị nghĩ gì về những cuộc tấn công không ngừng của Ukraine và Crimea? Liệu chúng sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu Tổng thống Putin có vì những cuộc tấn công này mà phải đưa ra quyết định triệt thoái khỏi Crimea hay không? Mọi chuyện vẫn phải chờ hạ hồi phân giải. Nếu yêu thích các video hôm nay, xin quý vị đừng ngần ngại bấm like và đăng ký kênh để liên tục ủng hộ ekip chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.